bus. Wow! Mình sẽ bảo vệ những chiếc bánh vòng này. Chiếc bánh đâu rồi? Mình tìm kiếm khắp nơi, là ai lấy bánh vòng? La 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 la. Tìm thấy đây rồi. Này này, em trai, cứ cứ ca ca. Em lấy bánh sao? Cứ cứ ca ca. Nói rồi sao? Trộm bánh vòng. Mình là một cảnh sát bé nhỏ, bảo vệ những chiếc bánh vòng. Một chiếc bánh đâu rồi? Mình tìm kiếm khắp nơi, là ai lấy bánh vòng? La 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 la. Con cần phải rửa tay trước khi ăn bánh. Vâng ạ. Ngủ ngon con yêu. Mẹ yêu ngủ ngon. Do a do a hu, hu kia một quái thú ở đây. Do a hu. Kìa một quái thú ở đây. Ồ, mình nhìn thấy quái thú đang bay lên bay xung quanh. Thật là sợ quá, quái thú đang đuổi theo tôi. Mình thấy đang sợ, ôi không không. Quái thú thật đó. Ở đây a chú a hu hu kia một quái thú ở đây. Ồ, mình nhìn thấy quái thú đang đi khắp xung quanh. Thật là sợ quá, quái thú đang
đuổi theo tôi. Thầy sợ, đang sợ ôi, không không. Quái thú kia thật to. Chú A chú A hư, hư nhìn kia quái thú ở đây. Chú A chú A hư, hư nhìn kia quái thú ở đây. Mình là quái thú rất đáng sợ, rất đáng sợ. Chạy đi thật nhanh, quái thú khổng lồ đây. Hãy xem ta đây, xem ta đây. Quái thú đây sợ chưa? Một con quái thú thật là to. Là con ạ, không có con quái thú nào cả. Ha ha ha!
Đây là máy bán trứng hạnh phúc. Khi nào con thấy chán nản, hãy lấy một quả trứng và mở nó ra nhé. Wow! Con cảm ơn mẹ. Nhìn kia là một chiếc máy bán trứng.
mình. Tớ rất là bực mình. Xoáy, xoáy. Tớ rất là vui. Em ngoan của mình trốn đi đâu rồi? Mau đi.
Em ngoan của mình trốn đi đâu rồi? Mau đi tìm nào, em đang ở đâu vậy? Có anh bên cạnh chăm sóc em này. Boom dia da, boom dia da, boom dia da. Hãy tha cho em. Boom dia da, boom dia da, boom dia da. Đã xong. Em ngoan của mình trốn đi đâu rồi? Đằng kia kìa. Mau đi tìm nào, em bé đã ngủ. Có anh bên cạnh, hãy mơ thật đẹp. Boom dia da, boom dia da, boom dia da, boom dia. Boom dia da, boom dia da, boom dia da, boom dia. Con đã biết cách chăm sóc em bé rồi. Ồ, giỏi lắm, Neo. Neo, không được chạy nhảy trong thang máy đâu. Rất nguy hiểm đấy. Một, hai, nhảy. Ba, bốn, nhảy. Năm loài động vật nhỏ chạy nhảy cùng nhau. Năm động vật bé nhỏ xinh đây đang đợi thang máy mở cửa ra. Nhà la 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 la, tiếng chuông cửa reo rồi thang máy mở ra. Bu 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 mình ha, bu 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 mình rất đau. Bu 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 lắm Neo. Giữ đồ chơi cách xa cửa thang máy để không bị kẹt con nhé. Neo, con cần phải mặc quần áo vào. Con là người tiền sử tí hon, con không mặc quần áo đâu ạ. Ok. Yeah. Chiếc áo tìm có áo hai ống tay
Người tiền sử nhỏ cũng cần phải mặc quần áo vào. Vâng, con biết cách mặc quần áo rồi ạ. Wow. Mẹ, con sợ. Đừng lo lắng, sẽ ổn thôi. Con nhìn này, chúng ta đều đang ở cùng nhau, cùng với Gray nữa. Vì sao nhỏ lấp lánh ơi, hãy nói cho tôi bạn là gì? Ở mãi xa xa trên bầu trời, sao sáng lung linh như kim cương này. Wow! Kìa vì sao nhỏ lấp lánh ơi, hãy nói cho tôi bạn là gì? Wow! Tội quá đi! Kìa vì sao nhỏ lấp lánh ơi, hãy nói cho tôi bạn là gì? Ở mãi xa xa trên bầu trời, sao sáng lung linh. Khi trời tối và còn thấy sợ, hãy nghĩ về những điều vui vẻ và những khoảnh khắc hạnh phúc. Kuka, kuka. Wow, con không thấy sợ nữa rồi. Xe chở rác sẽ mang hết rác đi. Điểm dừng tiếp theo là công viên. Wow. Yeah.
đến điểm dừng tiếp theo nào. Ba phải đi giặt quần áo. Nếu có người gõ cửa, đừng tự ý mở cửa nhé con yêu. Vâng ạ.
ai gõ cửa ngoài kia. Nhìn thấy khuôn mặt trông không quen, mình có nên mở cửa không các bạn? Xin chào, giao hàng đây. Xin hãy mở cửa nhận hàng. Em ơi, ta không nên mở cửa. Mẹ với ba đã dạy ta. Nhìn thấy ai mà trông không quen thì sẽ không mở cửa nhé em à. Trong trường hợp này, em hãy bảo họ cứ để ở ngoài cửa, không bao giờ được mở cửa đâu. Cốc, cốc, ai gõ cửa? Ồ, có ai gõ cửa ngoài kia? Nhìn thấy khuôn mặt trông không quen, mình có nên mở cửa không các bạn? À, xin chào, cháu có thể mở cửa cho bà và cho bà một chút sữa được không? Em ơi, ta không nên mở cửa. Mẹ với ba đã dạy ta. Nhìn thấy ai mà trông không quen thì sẽ không mở cửa nhé em à. Người lạ có thể lừa em bằng cách đóng giả là người đang cần giúp đỡ. Hả? Lần sau em sẽ không mở cửa nữa đâu. Cốc, cốc, ai gõ cửa? Ồ, có ai gõ cửa ngoài kia? Nhìn thấy khuôn mặt trông không quen, mình có nên mở cửa không các bạn? Em ơi, ta không nên mở cửa. Mẹ với ba đã dạy ta. Trông không quen thì sẽ không mở cửa nhé em à. Em ơi, ta không nên mở cửa. Mẹ mời ba đã dạy ta. Nhìn thấy ai mà trông không quen thì sẽ không mở cửa nhé em à. Mình sẽ không mở cửa đâu. Mình sẽ đi gọi ba. Quay đều,
chung chung. Hãy chơi lần lượt. Ủa? Gray, chị có muốn ăn kẹo không? Em cần phải đi gặp nha sĩ ngay để làm sạch răng. Làm sạch răng ư? Bôi thêm một lớp bảo vệ răng nữa. Mình là nha sĩ du lu du lu, mở miệng thật to lên a a a a. Bạn cần bôi chút fluorine, thật tuyệt bạn được bảo vệ răng. Răng của mình khỏe mạnh sáng bóng, răng của mình sạch và trắng thơm. Chi? Cháu cần đánh răng sau khi ăn kẹo và cũng phải đi khám răng định kỳ đấy.